Ok, bạn đã comment rằng channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Bạn game là Rock Robot Van. Đó, bằng này mình là lại sử dụng trang phục là You Buffet Custom. Đó, mình sẽ đi Buffet nha các bạn. Sử dụng là Rock Tanonut và Telot Ma nha. Ok, đây là dòng đầu level 1 của phần Chapter 2 nha các bạn. Rồi, mình đã lấy vàng xong. Bây giờ là mình đợi camera nó quét qua. Đó, sau đó mình sẽ thả vô là một cái bánh Rock Tanonut. Ok, bây giờ là tiếp tục thả vô. Mình sẽ di chuyển ống nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt vào đây là mấy cái Telot Ma nha. Rồi thả đây một cái. Ok, thế là ông Bolix không chịu chạy vô nha các bạn. Mình sẽ thả đây tiếp tục một cái và mình sẽ đứng nứt góc này nha các bạn. Rồi ông Bolix áo xanh này đang đi vô. Đó, thế là anh ta đã dính vô cái Telot Ma của mình. Rồi giờ chúng ta sẽ đi qua vòng đó các bạn. Đó, chúng ta đạt được Perfect nha. Giờ chúng ta sẽ đi dòng Level 2 các bạn. Đó, trong này là có hai ông Perfect nha các bạn. Mình là Perfect nhái nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ lấy vàng. Khúc này mình sẽ dịch chuyển luôn ông Bolix áo xanh này. Đặt đây một cái ngay cửa kính này nha. Sau đó mình sẽ thả một cái bánh Rock Tanonut ra quà luôn. Thả vô. Đó, và anh ta sẽ đi vô kìa. Chắc chắn sẽ dính vô cái dịch chuyển của mình. Ok, thành công. Rồi tiếp tục nha, mình sẽ lên cái phòng trên này. Ồ, trên này có một ông Bolix đầu chọc. Mình sẽ đi lấy hết vàng nha các bạn. Rồi mình sẽ xử ông Bolix đầu chọc này luôn. Thả vô một cái. Thế là ông Bolix đầu chọc này lại tới ăn cái bánh. Tiếp tục nha, đặt đây một cái Telot Ma và một cái Rock Tanonut. Mình sẽ đứng đây mình đợi. Rồi, đợi cho lão đầu chọc này sẽ đi lên nha các bạn. Đó, đi lên và chắc chắn sẽ dính vô cái dịch chuyển của mình. Đó, bây giờ chúng ta đã thành công. Ok, giờ chúng ta sẽ đi qua dòng thôi các bạn. Rồi, đó là chúng ta đã hoàn thành xong Perfect nha. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi dòng Level 3. Ồ, mới vô là thấy cậu bé áo sơ mi đỏ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy qua vô đây. Chạy qua đây luôn các bạn. Đó, bên này có một ông Bolix áo xanh. Rồi bây giờ mình nhiệm vụ mình là lấy vàng nha, vô đây lấy vàng hết. Đó, sau đó chúng ta sẽ đợi cho Bolix áo xanh này đi lên trên kia. Rồi mình sẽ vô đây các bạn, lấy vàng trong này. Bây giờ là mình sẽ đặt sau lưng ông Bolix áo xanh này là mấy cái Telot Ma nha. Đó, thả cái bánh Rock Tanonut vô luôn. Rồi mình sẽ đứt bốc này. Thế là chúng ta đã thành công. Bây giờ mình sẽ lên đây, thả đây một cái. Đó, cho nhữ ông Bolix áo xanh này đi xuống dưới này luôn các bạn. Đi vô trong này luôn. Liệu có chạy vô là không đây. Rồi không vô luôn. Bây giờ mình sẽ thả đây một bộ di chuyển. Ok, để nha các bạn. Để cho ông đi vô là chắc chắn nó sẽ thấy cái bánh mà ông tới ông ăn. Rồi, thế là chúng ta đã thành công nha. Đó, đi vô rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ di chuyển luôn cậu bé xuyên mi đỏ này. Thả đây một cái. Rồi, cho cậu bé tới ăn. Sau đó mình sẽ chạy qua anh kia. Đặt đây một bộ, đặt đây một cái Telot Ma. Ồ, không được. Mình đặt một cái Rock Tanonut. Rồi, thế là cậu bé nó chạy vô trong kia luôn các bạn. May quá. Rồi, bây giờ mình sẽ gom vàng và đi qua dòng thôi các bạn. Đó, bạn nào thấy kênh Bim Trần Channel của mình làm video hay hấp dẫn, các bạn nhớ nghe. Hãy comment, like, share, subscribe kênh Bim Trần Channel của mình. Đó, để giúp kênh của mình mỗi ngày phát triển. Ok, thank you bạn, thank you so much. Oh.
Mm-hmm.